Ngày hôm qua tại hội thảo quốc tế Tiềm năng phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam do Bộ Xây dựng tổ chức, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cho biết, nhà đầu tư nước ngoài được tham gia phát triển nhà ở xã hội. Đây cũng là một trong những điểm mới trong sửa đổi luật nhà ở 2014. Về sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ cho phép giữ nguyên dự thảo luật về việc cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ và căn hộ chung cư. Đồng thời, Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bỏ quy định tổ chức cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn với quyền sử dụng đất thuê. Việt Nam thì đang là điểm đến của các cái tập đoàn lớn. Trong cái dự thảo này cũng tăng nhiều các cái ưu đãi cho chủ tư hơn. Ví dụ ngoài 10% định mức thì còn các cái cho phép người ta là các cái khu được sử dụng các dịch vụ thương mại theo quy hoạch ở trong các cái quỹ đất nó có, đúng không? Hoặc các cái sàn thương mại ở trong các tòa nhà chung cư và hoạch toán riêng. Về hình thức sử dụng đất để phát triển nhà ở thương mại, Bộ Xây dựng chỉnh lý lại dự thảo luật, đảm bảo thống nhất với dự thảo luật theo hướng quy định các loại đất nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được đầu tư không phải bằng nguồn vốn đầu tư công, thì việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện theo hình thức chỉ định theo pháp luật về nhà ở hoặc đấu thầu theo pháp luật về đấu thầu. Chúng ta phải luật hóa cái quy định về dành 20% diện tích thương mại để diện tích thương mại trong dự án nhà xã hội để cho chủ đầu tư được làm, và góp phần là chúng ta sẽ dẫn đến câu chuyện là chúng ta sẽ đưa một số người giàu vào trong cái dự án nhà xã hội đó và họ sẽ chi trả cái phần chênh cao hơn để cho người nghèo được giảm chi phí về giá bán hoặc là giá mua và giá thuê nhà xã hội. Hiện nay, nguồn cung nhà ở bị hạn chế bởi các thách thức đa dạng như vấn đề thanh toán, thủ tục phê duyệt dự án không rõ ràng và phức tạp. Nếu không giải quyết các vấn đề này, sẽ làm gia tăng sự không ổn định trên thị trường, dẫn đến tăng chi phí xây dựng và cuối cùng là giá nhà cao hơn cho người dân Việt Nam. Nếu được Quốc hội thông qua nội dung trên, sẽ sớm đưa các quy định về nhà ở xã hội vào thực tiễn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, đồng thời có tác động kép, giúp người dân có thu nhập thấp, có cơ hội tiếp cận với nhà ở phù hợp, gắn với việc thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.